Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home. Hôm nay Smart Home giới thiệu với các bạn về một cái mạch điều khiển LED RGB phiên bản nâng cấp bên mình. Đây là cái phiên bản mà có chức năng đồng bộ. Mạch 12A. Thì mình có hai loại là 24A và 12A, 12A cho 3 kênh. Đấy. Trên mạch có các led đơn để hiển thị các trạng thái của led này. Mỗi một led này thể hiện một chương trình này. Đấy, từ led 1 đến led 7 là 7 hiệu ứng. Còn led 8 và led 9 là led chạy ra doom và một led là chạy từ 1 đến 7. Đấy, thì hiển thị ở led nào thì hiển thị ở trạng thái đấy. Mạch thì có tính năng đồng bộ khi mà chúng ta hàn thêm cái module Mark 485 này. Đấy. Còn bình thường mà mua với phiên bản không có tính năng đồng bộ thì sẽ không có module Mark 485 này. Module Mark 485 này thì nó có cầu chì phục hồi và đấy, nó rất là bảo vệ. Khối bảo vệ đó nó khá là ok. Mình tích hợp vào. Trên mạch thì có led RGB để thể hiện cái màu của led đầu ra. Mạch này thì bên mình đang sử dụng là led mạch sử dụng này. Led dương trung nhá. Đấy. Chạy đến áp 12V. Đấy. Các cái phím điều khiển là đơn sắc đa sắc này, tăng và giảm cường độ sáng. Ở đây có một cái cổng để mình có thể nối các module đồng bộ với nhau. Thì như ở dưới đây thì bên mình đang làm 3 module đồng bộ với nhau, thì có master, một master và hai sliver. Đấy. Đối với sliver thì nó sẽ có một con led ở đây khoảng 20 giây để nháy một lần này. Đây các bạn để ý này. Còn đối với master thì là cái mạch điều khiển, thì khi mình điều khiển nó hiển thị ở trên mạch điều khiển luôn. Đây mình sẽ test thử với cái chế độ led màu đỏ này. Đấy. Tăng cường độ sáng lên. Đấy. Đấy. G này. V này. On này, off này. Đấy, tính năng đồng bộ. Khi mà tắt một mạch thì cả ba mạch cùng tắt. Đấy. Chạy hiệu ứng này. Đấy, mỗi một led là nó thể hiện một cái. Tính năng đồng bộ mà hiện tại mình cũng xem trên thị trường, hiện tại có một số đơn vị có thể làm được thôi. Còn hiện tại thì một số tính năng đồng bộ này thì nó cũng khá là khó. Hiện tại thì mình đang test với hai cuộn dây, mỗi cuộn là tương ứng với khoảng 100m. Thì theo cái datasheet của module 485 này thì nó có thể lên đến một cây 2 km. Thì đây mình không có dây thì mình cũng chỉ test ở vài cuộn thôi. Tức là từ module master 1 sang module master 2 là nó rơi 100m và một cái đây sang đây 100m. Hiệu ứng hoạt động ok. Và sử dụng hiện tại thì mình đang sử dụng 3 nguồn nhé, cho 3 mạch điều khiển. 3 nguồn cho mạch 3, 3 mạch điều khiển. Nguồn 1, nguồn 2, nguồn 3. Hiện tại cũng không cần chung đất. Nếu mà nguồn mà ổn định thì không cần chung đất. Đấy. Tính năng đồng bộ này thì nó gần như là không bị delay luôn, không có độ trễ luôn. Đấy. Màu xanh này. Đấy. Màu trắng.